Mafia trong thế kỷ 21, Mafia Nga, lực lượng ngầm đáng sợ. Nếu như Mafia Sicily Ý từng làm nhiều người sợ hãi do kế hoạch bành trướng về số lượng khách hàng của chúng, Yakuza, Mafia Nhật có một lực lượng hùng hậu, thì Mafia Nga khét tiếng là ra tay tàn độc và có mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia. Tội phạm thế hệ mới. Cách nhận biết Mafia Nga bằng các hình xăm trên cơ thể đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, Mafia Nga có thể là người láng giềng kế nhà bạn hoặc là những người sống trong căn hộ sang trọng, những tòa lâu đài với địa chỉ và mã số bưu chính hẳn hoi. Họ ăn mặc đẹp và đi xe đắt tiền. Mafia Nga cũng là lực lượng quy tụ nhiều thành viên có ăn học, được đào tạo rất bài bản và một số xuất thân từ các lực lượng đặc biệt, thậm chí từ các cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới. Đạo quân Mafia Nga đang có tới hàng ngàn băng nhóm với quân số sấp xỉ 100.000 tên, thao túng từ 25% đến 40% tổng sản phẩm quốc dân GNP của Nga. Ước tính, những băng nhóm tội phạm này thống lĩnh 40% doanh nghiệp tư nhân, 60% doanh nghiệp nhà nước và chăm sóc khoảng 50-80% ngân hàng ở Nga. Lợi nhuận thu được từ những phiên chợ đen thường niên của các băng nhóm này là hơn 18 tỷ USD mỗi năm. Không chỉ hoạt động trong nước, Mafia Nga còn bành trướng thế lực, cấu kết và mở rộng tầm hoạt động đến các lãnh thổ khác. Đồng thời, thò bàn tay nhấp nhúa của mình vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Mạng lưới xuyên quốc gia. Một số hoạt động cơ bản của Mafia Nga, rửa tiền theo đơn đặt hàng ở mức hàng triệu USD, kinh doanh gái mại dâm, gian lận trong giao dịch chứng khoán, buôn thuốc phiện, trao đổi vũ khí, bảo kê, giết thuê, tống tiền. Hơn 30 tổ chức tội phạm Nga liên kết thành các nhóm hoạt động ở Miami, New York, Mỹ và Puerto Rico để bố trí lực lượng vũ trang cho các phiên giao dịch cocaine với các đối tác đến từ Nga. Những chiếc tàu tải trọng lớn mà Mafia Nga tậu được nhằm phục vụ cho việc vận chuyển vũ khí bao gồm súng ống, đạn dược, lựu đạn các loại, kể cả tên lửa đất đối không, nhờ số tiền bòn rút từ các doanh nghiệp nhà nước thời Liên bang Xô Viết tan rã. Những vũ khí này được dùng để đổi lấy cocaine đã qua tinh chế ở Colombia. Sau đó số cocaine thành phẩm này lại được nhập cảng trở lại châu Âu hoặc qua một nước thứ ba nào đó. Những ngân hàng, công ty ở vùng biển Caribe, Miami lần lượt mọc lên để che mắt thiên hạ, nhằm hợp thức hóa việc rửa tiền. Kiểu hoạt động này có thể diễn ra ở các lãnh thổ khác khi Mafia Nga nhận thấy đâu là lãnh địa, nơi chúng tìm ra được các kẽ hở của luật pháp nước ấy, hoặc kẽ hở ở ngay những người làm trong bộ máy công quyền nhưng cầm lòng không đặng trước những đề nghị béo bở mà Mafia Nga hứa hẹn. Mạng lưới Mafia Nga bao trùm lãnh thổ 50 nước ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Mafia Nga cũng nổi tiếng là ra tay tàn độc, như giới truy bắt tội phạm quốc tế thường kháo nhau. Tội phạm Ý có một quy luật bất thành văn là không đụng đến cớm, công tố viên, nhà báo người Mỹ. Thế nhưng Mafia Nga thì vuốt mặt mà không nể mũi, khi có thể sát hại tất tần tật bất kể người đó là ai. Chúng có thể cho bạn một viên kẹo đồng chỉ để kiểm tra súng có bắn được hay không. Kẻ cướp không dùng vũ lực. Theo nhận định của các chuyên gia, sự ra đời của những băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia là hệ quả xấu của sự toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Trong cuộc họp thượng đỉnh các nước G8 tại Birmingham, Anh năm 1998, các nhà lãnh đạo đã xác định loại tội phạm có tổ chức này là một trong ba thách thức lớn nhất mà con người ở thế kỷ 21 phải đối mặt. Theo khuyến cáo của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ FBI, Mafia Nga có thể ẩn sau những website giả mạo được tạo ra nhằm moi tiền từ khách hàng của các ngân hàng lớn. Chẳng hạn như trường hợp tập đoàn ANZ và tổ hợp Westpac, hai tập đoàn ngân hàng chính ở Úc, đang kêu cứu với cảnh sát rằng khách hàng của họ là nạn nhân của loại tội phạm này. Cách moi tiền theo kiểu này cũng vô cùng đơn giản, bắt nguồn chỉ là những website giả và những thư rác điện tử gửi tới khách hàng. Những người lầm tưởng đó là website thật nên đã truy cập để cập nhật thông tin.
Những nạn nhân nhẹ dạ cũng đã cung cấp thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng cùng những thông số liên quan và thực hiện giao dịch với mafia mà không hề hay biết rằng họ sẽ bị cuỗm tiền chỉ trong chốc lát. Hai tập đoàn này sau đó đã cho ngừng các hoạt động giao dịch với khách hàng qua điện thoại, email hoặc trên các website để hạn chế việc bọn tội phạm thua kéo này bày kéo khác tấn công khách hàng bằng những chiêu mới hơn. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.